sau việc mạnh tay tặng quà chiến hữu. Tờ non chuyển tiền một cây vàng khi bạn vừa sinh. Chân quý đây, đây về dành cho con gái nhỏ tuổi. Cái đó con gái đó rồi, của mày đâu? Gái tuổi. Tiền bạc với Ngọc Trinh không thành vấn đề. Mua lên hơi khó rồi, mua là năm trái. Nhưng mà tặng cho nó một chai à? Một chai mà. Mua lên hơi chai. Đưa không chịu không? Xoài non. Xoài non từng trở thành nhân vật làm dân tình xôn xao với màn khoe tặng bạn thân quà giá trị khủng. Cụ thể, để chúc mừng bạn thân sinh na, hạ sinh ái nữ đầu lòng, vợ Simisit đã nhanh đến thăm và gửi tặng cả một cây vàng. Theo đó, hot girl Gen Z cho biết đây là phần thưởng dành cho con gái nuôi mới chào đời. Ngọc Trinh. Nói đến mỹ nhân chịu chơi hào phóng nhất nhì Vbiz, không thể không nhắc đến nữ hoàng nội y Ngọc Trinh. Sở hữu khối tài sản lớn, người đẹp gốc Trà Vinh không ngại chi vài chục triệu đồng tặng những món đồ hàng hiệu cho bạn thân. Trong đó, Diệu Nhi là người nhận được nhiều món quà giá trị từ nữ diễn viên sinh năm 1989. Ngọc Trinh đã tặng nữ diễn viên chiến dịch chống ế đôi giày thể thao 25 triệu đồng. Cô thấy Diệu Nhi đi làm cũng có tiền nhưng lại không dám mua đồ hiệu mà để dành tiền góp nhà cho ba mẹ. Người đẹp nghe thấy thương cô em đồng nghiệp, nữ hoàng nội y tâm sự. Lúc mua tặng Trinh đâu có dám nói trước, chỉ âm thầm mua rồi đem lên sân khấu lúc Nhi diễn cho bất ngờ. Chưa kể chân dài gốc Trà Vinh từng chuyển khoản liền tay 279 triệu đồng mừng sinh nhật cô bạn thân đúng ngày 27 tháng 9. Món quà vừa giá trị lại ý nghĩa của cô khiến chân tình trầm trồ không ngớt. Hương Giang. Không kém cạnh người chị của mình, Hương Giang cũng thể hiện mức độ chịu chơi hào phóng với bạn bè thông qua việc tặng quà giá trị. Cụ thể, cô đã chi gần 30 triệu đồng mua túi tặng cho Ngọc Trinh nhân dịp sinh nhật của nữ hoàng nội y. Thu Hoài. Khi ghé thăm nhà đàn chị Thu Hoài, hay liên quan khiến chân tình không khỏi ghen tị, trầm trồ khi được nàng hậu tặng hẳn chiếc túi hiệu giá 65 triệu đồng. Vốn có mối quan hệ thân thiết với Trấn Thành, Hoa hậu phu nhân 2012 cũng thể hiện sự trân quý, yêu mến dành cho người em thân thiết qua việc hào phóng cho vợ nam MC món quà giá trị. Việt Hương. Việt Hương từng gây sốt mạng xã hội khi thể hiện mối quan hệ thân thiết với Hoàng Mập bằng tặng quà tính theo đơn vị cây vàng. Khi nói về những món quà giá trị được nhận từ người em của mình, Hoàng Mập hào hứng tâm sự. Việt Hương đi mua quà cho mình, tặng cái mặt ông Phật quá đẹp và sợi dây chuyền hai cây vàng. Em ấy hứa một năm tặng một cây. Vậy 100 năm sau Hoàng Mập được bao nhiêu cây vàng? Năm 2021, Việt Hương còn chưa lớn khi thầu hẳn một chiếc xế hộp mới tặng Hoàng Mập. Vợ chồng nữ danh hài đã cùng đàn anh đi nhận xe. Độ chịu chi của Việt Hương với bản thân khiến nhiều người nể phục. Trấn Thành. Vốn có khối tài sản khủng nhất nhì Vbiz, Trấn Thành nhiều lần khiến dân tình trầm trồ với độ chơi lớn của mình. Trước khi Thu Hoài tặng túi hiệu 65 triệu đồng cho bà xã mình, nam MC cũng đã chi gần 50 triệu đồng để mua vòng cổ vàng tặng quà sinh nhật nàng hậu. Dương Triệu Vũ. Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ có mối quan hệ thân thiết đã được nhiều năm. Hiểu được sở thích của đàn anh nên nam ca sĩ đã mua một chiếc nhẫn kim cương làm quà. Dương Triệu Vũ tặng Đàm Vĩnh Hưng món trang sức này ngay trên sân khấu khiến dân tình đứng ngồi không yên. Nam ca sĩ tiết lộ phải tích góp cát xê từ hàng chục show diễn mới mua được chiếc nhẫn này. Mai Phương Thúy không chỉ xinh đẹp, Mai Phương Thúy còn sở hữu khối tài sản khủng. Trong sinh nhật của Đỗ Mỹ Linh, nàng hậu đã tặng một chiếc đồng hồ siêu đắt đỏ. Đây là sản phẩm đến từ thương hiệu danh tiếng và thuộc phiên bản giới hạn, trên toàn thế giới chỉ có 200 cái. Để mang chiếc đồng hồ này về nhà, số tiền Mai Phương Thúy bỏ ra dự đoán lên đến hơn 85.000 USD, khoảng gần 2 tỷ đồng. Có thể thấy, để giúp bạn thân có thêm nhiều niềm vui ý nghĩa trong những dịp quan trọng, các sao Việt đã không ngại chi số tiền khủng. Điều này giúp họ vừa thể hiện sự trân trọng với người đồng hành cùng mình, vừa khẳng định độ giàu có của bản thân. Nếu bạn cần tìm kiếm dữ liệu phim và đọc review bình luận thì Thư viện phim Đan Wiki chắc chắn là nơi dành cho bạn.